chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đi mua quá trời đồ chơi mới về luôn nè các bạn ơi. Nhưng mà sáng giờ mình đi mua đồ chơi mình chưa có ăn gì hết trơn á. Bây giờ mình đói bụng quá à. Hay là các bạn chờ mình một chút, mình đi ăn sáng xong á mình về mình chơi với các bạn nha. Rồi các bạn chờ mình một chút nha. Tao nghe nói nhà của tên Hello TV mới vừa mua rất là nhiều đồ chơi. Bây giờ ta sẽ đi qua đó lấy cắp hết những món đồ chơi. Đi qua nhà tên Hello TV lấy hết đồ chơi giờ chơi thôi. Wow, đã đến nhà tên Hello TV rồi. Hôm nay hắn ta mua rất là nhiều đồ chơi đẹp luôn. Wow, đẹp quá. Lấy về thôi. Đã lấy được hết thì bỏ đồ chơi rồi. Đi về nhà thôi. Ê, ăn uống no nè rồi. Thoải mái quá đi. Bây giờ các bạn hãy cùng mình bóc hộp những đồ chơi mới của mình nha. Ủa? Đồ chơi mới của mình đâu hết rồi? Các bạn ơi, các bạn có biết đồ chơi mới của mình đâu rồi không các bạn? Không được rồi. Bây giờ mình phải đi tìm đồ chơi của mình thôi. Đồ chơi mới của mình mà. À, đúng rồi. Bây giờ mình phải đi vô lấy vũ khí của mình ra. Để đi tìm cái đứa nào lấy đồ chơi của mình. Đúng rồi, các bạn đi theo mình nha. Đây nè, mình mới mua vũ khí của mình, mình cất giấu trong nè. May mà mình cất giấu nha, nếu không hả còn quá trời nó cũng lấy đồ chơi của mình luôn rồi. Đây nè, đó, các bạn thấy chưa, đồ chơi của mình xịn chưa nè. Đây là vũ khí của mình đó nha. Rồi bây giờ mình cùng nhau xem cái này là cái gì nha các bạn. Đó, xịn chưa nè các bạn ơi, ha, một khẩu súng luôn đó, các bạn thấy xịn chưa. Giờ mình sẽ khởi động với bạn cùng coi nha. Bấm cái nút màu cam ở đây nè các bạn. Đó. Các bạn thấy âm thanh nghe hay chưa? Bây giờ mình sẽ bắn thử cho các bạn coi nè nha. Đó, 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 đó. Các bạn thấy vũ khí của mình ghê chưa? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm con quái vật nào đã ăn cắp xe của mình nha. Đi thôi các bạn ơi. Các bạn ơi, mình đi từ nãy giờ mà sao không thấy chiếc xe nào hết các bạn? Buồn quá đi à. Hả? Các bạn ơi, mình đã thấy những chiếc xe của mình rồi đây nè. Nhưng mà những chiếc xe của mình đang bị hư. Mình phải sửa tụi nó lại thôi các bạn ơi. Đây là chiếc xe bồn của mình nè các bạn. Nhưng mà nó bị xúc bánh xe rồi. Đây nè, bánh đi rồi. Bây giờ mình lắp bánh xe lại nha. Bánh nữa nha. Đây, bên này. Rồi, hai bánh xong rồi. Còn chiếc xe nào bị hư nữa không ta? À, chiếc xe chở rác này nè các bạn. Nó cũng bị xúc bánh xe luôn. Bây giờ mình lắp bánh xe vô nha. Một bánh nè. Rồi, thêm một bánh nữa nha. Rồi, hai bánh xong rồi. À các bạn ơi, ở đây mình có chiếc xe điều khiển nè. Bây giờ mình mở ra cho các bạn cùng coi nha. Đó, mình điều khiển cho các bạn cùng chơi với mình nha. Đâu rồi, đây, đây là nút khởi động nè. Rồi, mình mở lên nè. Đó, rồi đây là cái điều khiển nè các bạn. Bây giờ mình nhấn nút mở khóa nha. Ủa, sao bấm quả không được vậy các bạn? Ôi, chiếc xe ben của mình để đây từ nãy giờ chắc nắng quá, nó hết pin luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình cùng nhau đi tìm những chiếc xe khác của mình nữa nha. Mình có nhiều xe lắm á, bây giờ mình đi tìm tiếp nha các bạn. Đi thôi nào. Mà sao không thấy cũng... Trời ơi, các bạn ơi. Trời ơi, tìm không thấy xe mà còn bị té nữa các bạn ơi. Thiệt cái tình chứ. Tức quá đi à. Có con quái vật nào đã lấy xe của mình vậy chứ hả? Mình đi tìm từ nãy giờ rồi à. Chán quá đi à. Nắng rồi muốn chết luôn. Hả? Gì đây? Gì màu sắc đi? Quái vật hả? Không phải các bạn ơi. Này giống như là xe cẩu nè. Ý, cái này là hộp xe cẩu của mình nè các bạn. Wow, tìm thấy đây một hộp xe cẩu rồi các bạn ơi. Mở ra coi coi. Oh, nó vẫn còn y nguyên, chưa bị làm sao hết nè. Nè, để mình lấy ra cho các bạn cùng coi nha. Cái xe này á hả, hồi sáng mình mua là mình thấy nó đẹp lắm luôn á, nên mình mới mua. Đâu rồi ta, cái này là nó có cái bánh nè các bạn. Các bạn bật khởi động lên nó chạy được luôn á. Đây nè, nút khởi động nè. Đó nè, cái xe này đẹp chưa. Nè nè các bạn, đây là chỗ ngồi của bác tài xế nè các bạn. Đó, cái này, cái vô lăng nè, đó. Các bạn thấy xịn chưa. Đó, cái xịn cẩu nè, đó. Mút gì nè các bạn. Wow, xịn quá ha. Nhưng mà bây giờ cái chiếc xe này vẫn chưa đủ các bạn ơi. Mình phải đi tìm thêm những chiếc xe khác nữa. Đi thôi các bạn ơi, để đây đi, chút nữa mình quay lại mình lấy nha. Đi thôi các bạn ơi. Trời đất ơi, trời gì mà nắng quá các bạn ơi. Đi tìm hoài tìm hoài chưa thấy chiếc xe nào thêm nữa hết trơn á. Ngồi đây nghỉ chút coi. Gì đây, gì đây? Wow, một hộp đồ chơi nữa đây các bạn ơi. Nhưng mà nó sao nó cao vậy? Giờ sao mình lấy xuống đây ta? Để mình lấy cái súng mình khiêu nó coi.
bạn cháu cứu hộ đến luôn á. Các bạn có hay xem một hình cháu cứu hộ không? Đó, các bạn ơi, là bà Sky này các bạn. Đó, bà Sky luôn luôn là màu hồng luôn đó các bạn. Còn đây là bạn Rocky nè. Mà Rocky thì là màu xanh lá cây nha. Đó, mình để Rocky ở đây. Còn bạn này bạn gì đây? À, bạn này là bạn Rubble nè. Rồi, còn đây là bạn Maxo nè các bạn. Rồi, để Maxo ở đây. Rồi, còn đây là anh Rider nè. À, dễ thương quá đi. Còn đây là chiếc xe của anh Rider nè các bạn. Rồi, bây giờ mình cho anh Rider lái xe nha. Các bạn nhìn nè. À, dễ thương chưa? Còn đây là bạn Jay nè các bạn. Còn đây là bạn Zuma nè. Đó, các bạn thấy bộ chốt cứu hộ của mình đẹp chưa? Nhưng mà bộ chốt cứu hộ này vẫn chưa đủ các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi tìm thêm nữa. Chúng ta hãy cùng nhau let's go now. Rồi, đi từ sáng tới giờ tìm được mấy món đồ chơi rồi, nhưng mà mình vẫn chưa tìm được cái món đồ chơi mà mắc tiền nhất mà mẹ mình mua cho mình đó các bạn. Không biết nó ở đâu ta. Cái gì đây? Wow, các bạn ơi, cái món đồ chơi mắc tiền mà mình nói nè. Đây là chiếc xe robot các điều khiển từ xa của mình nè các bạn. Wow, nó xịn lắm luôn á. Để mình mở ra cho các bạn cùng coi nha. Nè, mình mở ra cho các bạn cùng coi nè. Chờ mình rút nha. Đó, các bạn thấy chưa? Thấy nó xịn chưa? Nè, đây là đồ điều khiển nè. Đó, đây là cái bồn lái nè các bạn. Đó, bác tài xế ngồi trong này nè để điều khiển cái cần cầu múc cát để làm việc đó các bạn. Đó, đây là xe bánh xích nè các bạn. Nhưng mà bánh xích này bằng cao su nha. Chúng ta đừng nên chạy ở dưới đường nhựa như vậy nha, sẽ mau hư lắm đó. Rồi còn đây là cái cần cầu múc cát nè các bạn. Đó, cái gọng múc cát nè. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Xe này màu vàng nha. Còn ở dưới này nè các bạn, đây nè, đây là cái chỗ để pin nè. Còn đây là nút điều khiển nè. Để mình mở nút điều khiển lên các bạn coi nha. Đó, mình bật lên rồi đó. Còn đây là cái điều khiển nè các bạn. Rồi, bây giờ mình khởi động nè nha. Wow, các bạn nghe âm thanh xe chưa nè. Đó, nghe hay quá ha. Bây giờ mình điều khiển thử cho các bạn cùng coi nha. Nè. Đó, đây là cái nút mà đưa cần cẩu lên xuống nè các bạn. Đó, rồi còn nút này nè. Đó, đây là chiếc xe tự di chuyển luôn đó các bạn. Đó, wow, hay chưa, nó xoay bệ cẩu luôn nè. Đó, chạy tới chạy lui nè. Đó, hay quá ha. Ui, nó bốc cát nè các bạn. Hay chưa, nó đưa cần ra dài quá ha các bạn ha. Wow, hay quá đi à. Mình xoay lại cái bệ cẩu vậy các bạn. Đó, đó, xoay ngược trở lại nha. Rồi, rồi, bây giờ mình đưa cái cần cẩu lên nè. Đó, gập vô nè. Hay chưa. Rồi, bây giờ mình tắt âm thanh đi nha. Đó, hay chưa, hay chưa. Bây giờ mình đi tới nè. Wow, xe này xịn quá à. Các bạn ơi, mình đã tìm được chiếc xe xịn nhất của mình rồi. Bây giờ mình phải về nhà ăn cơm, học bài và làm bài tập rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.